là cái nơi để những cái phôi hồng ngọc mai quen thuộc hôm nay mọi người nha. Mọi người thấy hổm thì nhiều lắm, mà bữa nay bán hết trơn rồi, chỉ còn lại những cái góc xấu thôi. Ở đây mình sẽ tiếp tục tìm một cái góc xung mà nó xấu, nó tệ quá để mình ghép vào trong cái tiểu cảnh của mình ha mọi người. Chắc lẽ mình chọn cây này quá, cây này rễ nó nhỏ nè, rễ nó nhỏ xíu à, nó dài nữa, mình sẽ chọn cây này quá. À, sẵn đây mình cũng giới thiệu với mọi người, mình có một số còn lại một số phôi cây sâm núi nha mọi người. Nếu anh em nào mà có thích loại cây cảnh này thì alo mình ha. Đây thì mình còn có mấy cây thôi, thân thì bằng ngón tay cái, thân hình co lắc vô nước dây rồi mọi người.